Vâng, cảm ơn sự tín nhiệm của các bạn đối với kênh YouTube của tôi. Thì đây lần này trong video clip này thì để tiếp tục tư vấn về pháp luật cho các bạn. Thì rất nhiều bạn quan tâm rằng là đất sử dụng 50 năm nhưng mà sắp hết hạn rồi. Đấy, thì cái thời hạn được quy định ra sao khi mà áp dụng luật mới kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 này đấy. Thì xin tư vấn cho các bạn như thế này. Có thể nói cái nhóm đất sử dụng mà có thời hiệu, thời hạn ấy, được quy định chi tiết tại điều 172 của luật đất đai năm 2024 và đã có hiệu lực rồi các bạn ạ. Đấy, vừa mới có hiệu lực xong. Thì theo đó ở cái điều 172 của luật đất đai thì quy định cái thời hạn giao đất công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất trồng cây hàng năm này, đất nuôi trồng thủy sản này, đất làm muối này, đất trồng cây lâu năm này, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định là 50 năm. Thì khi hết hạn thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này mà không phải làm phải tục thủ tục gia hạn này cả. Đấy. Thì cái thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với cá nhân thì không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê thì cá nhân nếu có nhu cầu thì được nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đấy. Và thời hạn giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất được xem xét quyết định theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đấy. Còn đối với các dự án mà có thời hạn hoạt động trên 50 năm theo quy định của luật đầu tư thì thời hạn giao đất cho thuê đất theo thời hạn của dự án nhưng cũng không quá 70 năm. Thôi đấy là đối với các dự án có thể nói là lớn đấy. Và các bạn ạ, khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này. Đấy. Và trong trường hợp không phải lập dự án đầu tư thì thời hạn sử dụng đất được xem xét trên cơ sở là đơn xin giao đất cho thuê đất nhưng cũng không quá 50 năm. Đấy. Thời hạn cho thuê đất xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thì không quá 99 năm. Đấy. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác. Thời hạn gia hạn hoặc cho thuê đất khác không quá thời hạn quy định tại khoản này. Đấy. Và tiếp tục thì như này, cái thời hạn giao đất cho thuê đất quy định tại điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đấy. Và việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều này. Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất. Quá thời hạn phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn mà người sử dụng đất không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thì không được gia hạn sử dụng đất, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp mà không được gia hạn sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật này. Đấy. Và trường hợp mà không được gia hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có trách nhiệm xử lý tài sản gắn liền với đất để hoàn trả mặt bằng cho nhà nước. Quá thời hạn 24 tháng kể từ thời điểm hết hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất không xử lý tài sản thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. Và trường hợp phải phá sản thì chủ sở hữu tài sản phải chịu chi phí phá dỡ. Đấy, và điểm A cái khoản 1 điều 172 của luật đất đai thì quy định như thế này. Một nhỏ, trừ các trường hợp quy định tại điều 171 của luật này, thời hạn sử dụng đất khi được nhà nước giao đất cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau. A này, thời hạn giao đất công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định tại điều 176 của luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này mà không phải làm thủ tục gia hạn. Đấy, cho nên chúng ta phải rất lưu ý các cái điều khoản thì người ta quy định rất rõ ràng rồi. Đấy thì chúng ta hãy thực hành nghiêm. Đấy thì có những trường hợp, nhắc lại thôi, là có trường hợp chúng ta phải đi làm thủ tục giao đất trong cái thời hạn và trước cái thời hạn mà còn 6 tháng trước khi hết hạn đấy. Còn có trường hợp là có thể đương nhiên được tiếp tục mà không phải đi làm thủ tục. Đấy thì rất lưu ý các bạn chấp hành pháp luật nghiêm và yên tâm kiểm tra lại cái sổ sách, sổ đỏ của mình đấy, xem từ cái thời hạn quy định như nào nhá. Vâng, còn nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể sẵn sàng kết nối với tôi sẵn sàng coi như là tư vấn giúp đỡ cho các bạn. Vâng, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tư vấn về bất động sản trên kênh của tôi. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn các bạn. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị các bạn và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị các bạn và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị các bạn và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.